Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay màu xanh than có tên của huấn luyện viên Jason Kidd như này của tôi. Bây giờ các bạn về làm cùng tôi luôn nhé. Rồi, ok. Để bắt đầu và làm thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ như sau. Ở đây mình có chuẩn bị hai cái hộp có đựng các cái hạt khác nhau như thế này. Hộp đầu tiên thì mình sẽ được các cái hạt nó có các cái màu sắc và hình dáng khác nhau. Thì màu sắc thì mình sẽ có các cái màu như là màu cam này, màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu xanh than. Tiếp theo mình có màu đen, màu xanh lá, màu trắng, màu đậm, màu nâu, các cái màu loang, màu vàng, cuối cùng là màu xanh lấp biển này. Tiếp theo về hình dáng thì mình sẽ có các cái hình như là hình quả bóng rổ này, hình tròn, có hình trái tim ở giữa, hình ngôi sao, hình vuông nhỏ, hình tròn nhỏ, hình mặt cười. Tiếp theo mình có hình ống dài, hình vuông to, hình trái tim, hình bầu dục này, các cái hình tròn, hình lục giác, và cuối cùng là các cái hạt hình viên kim cương này nhé. Đến hộp thứ hai thì mình sẽ được các cái hạt có các cái chữ cái như này. Ở đây mình có các cái chữ như này, chữ S này, chữ Q, chữ R, chữ E. Hàng thứ hai thì mình có chữ R, chữ Y ngắn, chữ V này, chữ A. Hàng thứ ba thì mình có ba cái ô màu đen này, đựng các cái hạt hình vuông nhỏ, có các cái chữ cái khác nhau. Hai ô này mình đựng các con số. Ô này mình đựng chữ N, chữ V này. Còn các cái hàng và các ô còn lại, mình sẽ đựng các con số và rất nhiều các cái chữ cái khác nhau nhé. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kim để mình sâu, một cuộn dây chun màu trắng. Cuối cùng các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kéo như thế này nhé. Sau khi các bạn đã chuẩn bị xong đầy đủ dụng cụ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm luôn nha. Đầu tiên các bạn lấy cho mình cái cây kim này. Tiếp theo là cuộn dây chun màu trắng.
Rồi bây giờ mình sẽ buộc cái sợi dây run này vào dây kim này. Rồi mình sẽ buộc nó chặt vào để nó không bị tuột ra nhé. Sau khi buộc xong, mình sẽ có cái sợi dây nó thừa ra như này. Bây giờ mình sẽ cắt cái sợi dây run này ra nhé. Mình sẽ dùng cây kéo này để mình cắt nó ra nhé. Sau khi cắt xong sợi dây của mình, nó sẽ ngắn như thế này nhé. Bây giờ các bạn sẽ đo cho mình chiều dài của cái sợi dây này. Nó sẽ dài khoảng 30 cm nhé. Rồi bây giờ mình